Xiaomi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng. Siêu phẩm Xiaomi 11 5G ra mắt tại Việt Nam với mức giá 21,99 triệu đồng kèm củ sạc nhanh 55W. Sản phẩm lên kệ ở Việt Nam với một tùy chọn cấu hình duy nhất là RAM 8GB và ROM 256GB. Đi kèm hai màu gồm xanh bán dạ và xanh chân trời. Khi Xiaomi 11 tại quê nhà chọn cách khai tử củ sạc trong hộp mỏng hơn, thị trường điện thoại ít nhiều cũng bắt đầu có xu hướng trên. Đây được xem là động thái để các hãng sản xuất góp phần giảm thiểu rác thải công nghệ, qua đó bảo vệ môi trường. Do đó, với việc bán kèm củ sạc nhanh, Xiaomi 11 5G ghi điểm rất nhiều trong mắt người yêu công nghệ. Đáng nói, củ sạc kèm theo máy mặc định là sạc nhanh GaN có công suất lên đến 55W. Ra mắt vào ngày 25 tháng 2 hôm nay, Mi 11 5G sẽ là chiếc smartphone đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chip Snapdragon 888 của Qualcomm, có thể triển khai 5G kép, cụm camera chính của máy có độ phân giải lên đến 108MP, cùng những chế độ quay phim chuyên nghiệp, âm thanh sống động. Một tin vui cho người dùng Xiaomi tại Việt Nam là Mi 11 5G sẽ tặng kèm của sạc nhanh GaN 55W trong hộp bán lẻ. Một số tính năng khác của điện thoại này bao gồm cảm biến vân tay có thể đo nhịp tim, âm thanh được hiệu chỉnh bởi Harman và hỗ trợ kết nối 5G chất lượng cao. Đặc biệt trong tuần đầu tiên của tháng 3, lần đầu tiên Xiaomi cùng đạo diễn Trần Thanh Huy ra mắt tác phẩm phim ngắn thực hiện hoàn toàn bằng Mi 11 5G. Bằng cả ekip làm phim, mọi công tác quay phim được đảm nhận bởi những tính năng ấn tượng của thiết bị này. Ra mắt cùng lúc Mi 11 5G, Mi 360 độ Home Security Camera 2K là cái tên đáng được mong đợi. Sản phẩm là camera thế hệ mới với nhiều nâng cấp sáng giá, giúp bạn bảo vệ những điều quan trọng. Trước hết, chất lượng hình ảnh ấn tượng khi Mi 360 độ Home Security Camera 2K sở hữu độ phân giải lên đến 2K, 2304x1290px, cho phép hiển thị hình ảnh và video thu được chi tiết, chất lượng, mượt mà và rõ ràng hơn. Về đêm, hệ thống đèn hồng ngoại 940nm cùng khẩu độ ống kính lớn 1.4 giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh, cũng như khả năng quan sát tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera an ninh sử dụng ống kính góc tròn 110 độ cùng khả năng xoay 360 độ theo chiều ngang và 110 độ theo chiều dọc, trang bị 6 lớp kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét. Vì vậy, chỉ cần duy nhất camera Mi 360 độ Home Security Camera 2K đã đủ quan sát văn phòng hoặc không gian nhà bạn. Mi 360 độ Home Security Camera 2K có mức giá là 1.290.000 đồng. Sản phẩm sẽ được mở bán từ ngày 11 tháng 3.